Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư 25 tháng 3 năm 2020 đến với bản tin Hoa Tịnh Đốn, gồm có tin cập nhật về coronavirus và bản tin phân tích thời sự Việt Nam. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật về coronavirus. Số ca nhiễm virus bên Mỹ bắt đầu tăng vọt. Chính phủ Ấn Độ cấm xuất khẩu hydroxychloroquine. Hết đổ lỗi cho Mỹ, Trung Quốc nay ám chỉ virus corona xuất xứ từ Ý. Ông Trump hy vọng Hoa Kỳ mở cửa trở lại vào dịp lễ phục sinh. Theo AP, Tổng thống Trump hôm thứ Ba ngày 24 tháng 3 nói rằng ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ mở cửa trở lại vào dịp lễ phục sinh, tức vào ngày 12 tháng 4 tới đây sau quãng thời gian đóng cửa để làm giảm sự lây lan của virus Vũ Hán. Tôi rất muốn mở cửa đất nước và mong điều đó diễn ra trước lễ phục sinh, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox News. Con số ở Đức đã bắt đầu chậm lại. Bây giờ là cứ 5 ngày là tăng gấp đôi, hôm qua là 4 ngày. Viện Robert Koch đề nghị mở rộng xét nghiệm cho hầu như là mỗi người việc này đang bị các phòng thí nghiệm chỉ trích. Chưa cần phải sử dụng hết khả năng của các phòng thí nghiệm một cách không cần thiết như vậy. Trong tình hình các khu chăm sóc đặc biệt ở Đức vẫn bình thường, tùy có khác nhau tùy theo địa phương. Dự tính con số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt sẽ tăng lên trong 8 tới 10 ngày tới. Hiện bây giờ đang có 613 giường trong khu chăm sóc đặc biệt có người nằm. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, các bệnh viện có thể cung cấp 5.057 giường chăm sóc đặc biệt. Bắt đầu từ tháng 5, nước Đức có thể thiếu thực phẩm vì thiếu người làm việc. Thường thì tháng 3, nước Đức cần 30.000 lao động theo mùa. Trong tháng 5, cần tới 85.000 người. Trong tình hình hiện nay, thì đó là điều không thể. Theo bà Bộ trưởng Bộ Lương thực và Nông nghiệp, Nước Đức sản xuất dư thừa những loại lương thực cơ bản, nhưng chỉ tự cung cấp được 40% trái cây và rau quả. Hiện bà mới đưa ra kế hoạch 11 điểm để cố gắng giảm bớt căng thẳng. Đài truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN dẫn bản tin của NPR, trong đó bác sĩ Ý Giuseppe Romanzi nói ông đã nghe các bác sĩ bàn tán với nhau về một bệnh viêm phổi chưa từng thấy hết sức nguy kịch, đặc biệt tấn công người già từ tháng 12 năm ngoái hay thậm chí là tháng 11. Nghĩa là virus này đã luân chuyển vòng vòng, ít nhất là tại vùng Lombardy ở miền Bắc Ý, và trước khi chúng ta biết về dịch bệnh xảy ra ở Trung Quốc, bác sĩ Ramonzi nói. CGTN tận dụng phát biểu này để gợi ý rằng dịch COVID-19 xuất phát từ nơi khác, không phải là vũ hán trung quốc như mọi người nghĩ. Tuy nhiên, phát biểu của bác sĩ Remenz là đáp cho câu hỏi tại sao ý bị vỡ trận trước virus corona, chứ không phải là câu trả lời cho thắc mắc liệu có xuất hiện ca nào ở ý trước trung quốc hay không. Trong lúc covid-19 lan tràn trên thế giới, trung quốc đang tìm cơ hội dập tắt những tố cáo rằng họ đã che đậy dịch bệnh từ bước đầu khiến virus lây lan toàn cầu. Trước đây trong tháng này, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên, đăng trên Twitter tố cáo quân đội Mỹ mang virus corona vào Trung Quốc hay virus này có thể khởi phát từ Mỹ trong mùa cúm. Hoa Kỳ đã khiển trách Trung Quốc về việc loan tin đồn giữa cuộc khủng hoảng toàn cầu. Khoa học gia Singapore nghiên cứu gene để tăng tốc vaccine chống coronavirus. Giữa lúc các nhà khoa học trên toàn thế giới tiếp tục tìm kiếm vaccine ngừa virus corona, một phòng thí nghiệm tại Singapore hy vọng sẽ có một khám phá quan trọng. Các nhà nghiên cứu tại trường y học Duke NUS ở Singapore ngày 23 tháng 3 cho biết đã tìm ra được một phương cách theo dõi những thay đổi gene làm tăng tốc thử nghiệm vaccine. G20 họp trực tuyến bàn về vấn đề liên quan tới virus Vũ Hán. Các nhà lãnh đạo của nhóm các nền kinh tế lớn G20 sẽ tham gia một cuộc video trên Internet vào ngày mai thứ Năm 26 tháng 3 để thảo luận về các vấn đề liên quan tới dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong bối cảnh có nhiều chỉ trích rằng nhóm này đã phản ứng chậm đối với đại dịch toàn cầu. Vua Salman, 84 tuổi của Ả Rập, Saudi Arabia, sẽ chủ trì cuộc họp này. Cuộc họp được tổ chức bao gồm mục tiêu thúc đẩy sự phối hợp toàn cầu nhằm phản ứng với đại dịch COVID-19 và bàn về các khó khăn kinh tế do đại dịch này gây ra. Reuters dự báo hội nghị G20 lần này có thể sẽ diễn ra căng thẳng khi nhiều thành viên của nhóm đang có những tranh chấp như cuộc chiến giá dầu đang xảy ra giữa Ả Rập, Saudi Arabia và Nga hay cuộc chiến khẩu chiến về nguồn gốc virus Vũ Hán giữa Mỹ và Trung Quốc. Ai Cập giới nghiêm trong 2 tuần để chống virus Vũ Hán Theo nguồn tin Reuters, chính phủ Ai Cập đã thông báo về lệnh giới nghiêm từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng trong hai tuần lễ kể từ thứ tư ngày 25 tháng 3 để ngăn chặn sự lây lan của virus vũ hán và những người vi phạm lệnh này sẽ bị trừng phạt theo luật khẩn cấp việc đóng cửa các trường học ở Ai Cập cũng sẽ được kéo dài đến giữa tháng tư trong khi các quán cà phê câu lạc bộ thể thao phòng tập thể dục sẽ đóng cửa trong hai tuần tới đồng thời các nhà hàng sẽ bị hạn chế việc giao hàng Ai Cập đã cho ngừng các chuyến bay từ ngày 19 tháng 3 cho đến cuối tháng. Theo thông báo mới, việc cấm bay tiếp tục được nới thêm cho tới ngày 15 tháng 4. Theo Worldometers, tính tới hết ngày 24 tháng 3, Ai Cập có 402 người nhiễm căn bệnh độc và 20 người chết. Ấn Độ phong tỏa 1.3 tỷ dân trong 21 ngày chính phủ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ nửa đêm hôm qua nhằm ngăn virus gây dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan. Từ 0 giờ đêm nay, toàn bộ đất nước sẽ bị phong tỏa hoàn toàn nhằm ngăn người dân ra khỏi nhà. Thủ tướng Modi phát biểu trên truyền hình tối qua, nói thêm rằng lệnh phong tỏa hoàn toàn với 1.3 tỷ dân Ấn Độ sẽ có hiệu lực trong 21 ngày. chống COVID-19, Mexico đề nghị người dân giữ khoảng cách. Hôm thứ Ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Hugo López Gatell cho biết Mexico đã chứng kiến sự gia tăng ca nhiễm virus trong nội bộ cộng đồng, tức không phải các trường hợp bị nhiễm bệnh từ nước ngoài về. Vì thế, Chính phủ đang đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu lây nhiễm, bắt đầu bằng việc cho ngưng các sự kiện lớn tập trung đông người. Mexico tính tới hết ngày 23 tháng 4, có 367 trường hợp nhiễm COVID-19 và 4 trường hợp tử vong. Nhưng đất nước Trung Mỹ này đang chuẩn bị cho sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm mới virus Vũ Hán trong những tuần tới.